Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lời vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Bản đồ cho thấy nơi đồng minh của Ukraine đã chiếm được lãnh thổ Nga. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Map shows where Ukraine allies have gained ground in Russian territory. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các đơn vị quân đội gồm những người Nga chiến đấu ở phía Ukraine hôm thứ Ba tuyên bố rằng họ đã tiến vào lãnh thổ Nga trước khi được cho là nắm quyền kiểm soát một thị trấn. Các nhóm ly khai quân đoàn tự do Nga và quân đoàn tình nguyện Nga đã đăng tải thông điệp trực tuyến nói rằng họ đang tấn công khi đến vùng Belgorod và Kursk của Nga bằng xe thiết giáp. Kênh Wagonzo Telegram đưa tin, các chiến binh được hỗ trợ bởi hỏa lực súng cối và pháo binh. Vài giờ sau, quân đoàn tự do Nga cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Tiokino ở vùng Kursk. Newsweek chưa thể xác minh độc lập tuyên bố này và Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã tuyên bố rằng họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công ở khu vực biên giới của các nhóm khủng bố Ukraine. Tờ Vyacheslav 24 của Đông Âu đã đăng một bản đồ trên X cho thấy con đường mà các chiến binh ly khai đã đi vào lãnh thổ Nga khi họ được cho là đã chiếm được Tiokino. Bản đồ lực lượng Nga liên minh với Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga ngày nay. Chiến tranh một lần nữa lại được đưa sang lãnh thổ Nga. Vyacheslav 24 viết trong chú thích của bài đăng có chứa bản đồ do người dùng X Arkady Dodge tạo ra. Tin nhắn tiếp tục. Giờ đây, lần đầu tiên, chính công dân Nga phải nghe tiếng súng tự động cả ngày. Lại bầu cho Putin à? Thật là một ý tưởng tồi. Andriy Yusov, phát ngôn viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, GU, nói với truyền thông Ukraine rằng các nhóm tình nguyện viên Nga không hành động theo lệnh của Kyiv và rằng trên lãnh thổ liên bang Nga, họ hành động hoàn toàn tự chủ và theo đuổi các mục tiêu xã hội và các chương trình nghị sự của mình. Mark Rutto, phóng viên của Radio Free Europe Radio Liberty, cũng chia sẻ một Google Map trên X có chứa các điểm được định vị địa lý, cho thấy nơi các chiến binh ly khai đang tấn công gần biên giới Ukraine. Tin tức về hành động quân sự của lực lượng dân quân ly khai được đưa ra sau nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm ở Nga. Theo báo cáo từ chính quyền Makhachkala, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào các địa điểm ở 9 khu vực của Nga. Trong vụ việc được cho là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Kyiv nhằm vào Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Một trong những mục tiêu trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là tòa nhà chính phủ ở Belgorod. Thị trưởng thành phố sau đó báo cáo rằng 4 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Ukraine cũng được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cuối tuần qua ở tỉnh Rostov của Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh hôm thứ Bảy viết rằng máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy quân sự ở Rostov dẫn đến việc phá hủy 2 máy bay phát hiện radar tầm xa A-50. Mỹ chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine bất kể bế tắc tại Quốc hội. Thiếu tướng John Kirby, điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết Mỹ đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine có thể trị giá tới 400 triệu Mỹ Kim. Ông cho biết như trên vào cuối ngày thứ Ba, 12 tháng 3, theo giờ Washington, D.C. Đây sẽ là động thái đầu tiên như vậy trong nhiều tháng khi nguồn vốn bổ sung cho Kyiv vẫn bị một số thành viên quốc hội chặn lại. Nguồn tài trợ cho gói này là từ các khoản tín dụng được hoàn trả cho ngũ giác đài, cho các giao dịch mua gần đây. Trong một diễn biến có liên quan hôm thứ Ba, lãnh đạo các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã khẩn trương thúc ép các thành viên Hạ viện phê duyệt hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, nói rằng điều này sẽ không chỉ ủng hộ cho Kyiv khi nước này chống lại Nga mà còn ngăn cản việc gây hấn của Trung Quốc. Giám đốc CIA William Burns phát biểu tại phiên điều trần thường niên của Ủy ban Tình báo Hạ viện về các mối đe dọa toàn cầu đối với an ninh Hoa Kỳ, cho biết viện trợ cho Ukraine không những mang lại các hệ quả tích cực đối với lợi ích của Mỹ ở Âu Châu, mà còn liên quan trực tiếp đến lợi ích của chúng ta ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Nếu Putin thắng thế, thì loại kết quả đó sẽ khơi dậy tham vọng của giới lãnh đạo Trung Quốc và chúng sẽ làm xói mòn niềm tin mà các đối tác và đồng minh của chúng ta ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đặt vào của chúng ta. Ukraine phá hủy thiết bị gây nhiễu radar công nghệ cao mới của Nga bằng HIMARS do Mỹ sản xuất. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ukraine destroy Russia's new high-tech radar jammer with US-made HIMARS. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ của phần trình bày của Lan Vy. Lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh bại hệ thống tác chiến điện tử của Nga dọc mặt trận Zaporizhia với sự trợ giúp của hệ thống hỏa tiễn phá binh cơ động cao gọi tắt là HIMARS do Mỹ cung cấp. Lực lượng tác chiến đặc biệt của Kyiv đã tăng đoạn phim lên kênh Telegram của mình hôm thứ Tư về những người điều khiển máy bay không người lái ở Lữ đoàn 3, biệt động quân của Ukraine, phá hủy hệ thống phòng thủ điện tử Palatin của Nga. Theo bài đăng, thiết bị của mặt tư khoa đang tiến hành trinh sát điện tử trong khu vực và việc phá hủy hệ thống này đã giúp ngăn chặn liên lạc quân sự của Nga trong khu vực. Video về việc thiết bị Palatin bị phá hủy cũng được hãng tin Pravda của Ukraine chia sẻ lên X. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hỏa tiễn HIMARS tấn công mục tiêu và dường như phát nổ thành ngọn lửa. Đại úy Dmytro Likovy, phát ngôn nhân của nhóm lực lượng Tarisk của Ukraine, cũng nói với các cơ quan truyền thông địa phương hôm thứ Tư rằng lực lượng Ukraine đã phá hủy một hệ thống Palatin và một hệ thống tác chiến điện tử Layer ở vùng Zaporizhia vào cuối tuần qua. Theo đánh giá mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra dọc theo mặt trận phía Tây Zaporizhia vào thứ Hai. Một số nguồn tin của Nga cho rằng quân đội mặt tư khoa đã có những tiến bộ giữa các thành phố Robotin và Verbov. Mặc dù ISW không quan sát thấy bất kỳ rằng bằng chứng trực quan nào cho những tuyên bố đó, mặt tư khoa đã đạt được những bước tiến nhỏ gần biên giới vùng Donetsk và Zaporizhia vào cuối tuần qua. Theo đoạn phim định vị địa lý được ISW xem xét, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong bản cập nhật hàng ngày trên Facebook hôm thứ Hai rằng Nga đã tiến hành 5 cuộc tấn công nhằm vào quân phòng thủ Ukraine gần các thành phố Robotin, Sparomysk và phía tây bắc Verbov. ISW đưa tin hôm thứ Hai, Nga cũng đã có những bước tiến được xác nhận dọc theo mặt trận Luhansk ở miền đông Ukraine, bao gồm cả gần các làng Kibiansk, Statov và Krimina. Ukraine vẫn nắm quyền kiểm soát Terni trong khu vực và đẩy lùi một số cuộc tấn công của mặt tư khoa và các vị trí của họ trong thành phố trong cùng ngày. Ukraine đang nỗ lực thiết lập các vị trí phòng thủ kiên cố mới sau khi Nga nắm quyền kiểm soát thị trấn phía đông Avdiivka vào tháng trước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết như trên hôm thứ Hai rằng lực lượng của Kyiv đang trên đà xây dựng hơn 1.200 dặm công sự trên 3 tuyến phòng thủ. Một số cơ quan truyền thông đưa tin rằng quân đội Nga đã giảm tốc độ sau thành công của Avdiivka do các vị trí phòng thủ của Ukraine. Likovy nói với truyền thông Ukraine hôm thứ Hai rằng Nga đã đạt mục tiêu tiếp theo là chiếm làng Novomykhaivka khi mặt tư khoa tiếp tục tiến quân về phía Tây. Putin hứng đòn trong cuộc chiến Ukraine vài ngày trước bầu cử. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Putin suffers blow in Ukraine war days before election. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Putin đã nhận được nhiều tin xấu trong những ngày gần đây, bao gồm cả tuyên bố hôm thứ Ba từ các chiến binh ly khai ủng hộ Kyiv rằng họ đã giành quyền kiểm soát một thị trấn ở miền nam nước Nga. Tin tức liên quan đến thị trấn cũng như các sự việc khác liên quan đến chiến tranh xuất hiện chỉ vài ngày trước khi người dân Nga đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Putin được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra từ thứ Sáu đến Chủ nhật với tỷ lệ áp đảo. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Putin nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân nước mình, nhưng các nhà phân tích phương Tây từ lâu đã cáo buộc Nga gian lận trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cũng cho thấy sự ủng hộ đối với cuộc chiến mà Putin phát động ở Ukraine đã giảm dần và những tin tức tiêu cực gần đây có thể khiến Điện Cẩm Linh lo ngại. Jason J. Smart, một chuyên gia về chính trị quốc tế và hậu Soviet nói với Newsweek,
Sự ủng hộ của công chúng đối với Putin được xây dựng dựa trên hình ảnh ông là trụ cột của sự ổn định, trái ngược với những ngày hoang dã của những năm 1990. Cuộc xâm lược miền Nam nước Nga là một minh chứng mạnh mẽ cho thấy khả năng duy trì quyền kiểm soát nước Nga của Putin kém chắc chắn hơn nhiều so với những gì Putin mong muốn chúng ta tin tưởng. Quân đoàn tự do Nga và quân đoàn tình nguyện Nga, các nhóm quân sự gồm những người Nga chiến đấu bên phía Ukraine đã tuyên bố hôm thứ Ba rằng họ đang tấn công bên trong nước Nga. Các nguồn tin Ukraine và Nga cho biết các nhóm này đã tiến vào khu vực Belgorod và Kursk của Nga bằng xe thiết giáp. Kênh Wagonzo Telegram đưa tin các chiến binh được hỗ trợ bởi hỏa lực súng cối và pháo binh. Cuối ngày hôm đó, quân đoàn tự do Nga cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Tiokino ở vùng Kursk. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga trước đó tuyên bố rằng họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công ở khu vực biên giới của các nhóm khủng bố Ukraine. Tin tức về hành động quân sự của các chiến binh ly khai được đưa ra sau nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm ở Nga. Theo báo cáo từ chính quyền Mạc Tư Khoa, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào các địa điểm ở 9 khu vực của Nga trong vụ việc được cho là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Kyiv nhằm vào Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Một trong những mục tiêu trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là tòa nhà chính phủ ở Belgorod. Thị trưởng thành phố sau đó báo cáo rằng 4 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Viện nghiên cứu chiến tranh gọi tắt là ISW hôm thứ Bảy viết rằng lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm hôm trước ở tỉnh Rostov của Nga. Có thể đã tấn công một nhà máy sản xuất máy bay đang tân trang máy bay phát hiện radar tầm xa A-50. Kết quả là 2 chiếc A-50 đã bị phá hủy. Giáo sư Mark N. Katz, trường chính sách và chính phủ của Đại học George Mason, Mark N. Katz nói với Newsweek rằng kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Nga là không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga này chắc chắn khiến Mạc Tư Khoa phải xấu hổ. Katz nói, liệu chúng ta có ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu hay không? Nhưng tôi tin chắc rằng Mạc Tư Khoa sẽ thao túng các số liệu nếu điều đó xảy ra. Có lẽ hơn bất cứ điều gì khác, những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga này được thiết kế để vực dậy tinh thần của người Ukraine, những người hiện đang chứng kiến lực lượng Nga giành được chỗ đứng ở Ukraine, trong khi viện trợ quân sự quan trọng của Mỹ đang bị đình trệ tại Hạ viện. Smart cho biết những sự việc này cũng có thể góp phần làm xói mòn sự ủng hộ chiến tranh của công chúng Nga. Ông nói, không nghi ngờ gì nữa, chính người Nga thừa nhận rằng cuộc chiến của họ chống lại Ukraine đã khiến những hành động ngày nay trở nên chính đáng và phải cảnh giác rằng binh lính Nga của họ không thể bảo vệ họ vì họ đang bận xâm lược trái phép Ukraine. Smart tiếp tục, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giả mạo ở Nga, Putin đã phải chịu một nỗi nhục khác ngang bằng với âm mưu đảo chính của lãnh đạo tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, và nỗ lực cuối cùng mà Ukraine thực hiện để đưa quân vào Nga. Các nhà phân tích cho biết Nga có thể sớm nhận thêm vũ khí từ Bắc Hàn. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia could soon receive more weapons from North Korea. Analysts say. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các chuyến hàng vũ khí của Bắc Hàn đến Nga dường như đã được nối lại sau một tháng tạm dừng. Tình báo Hoa Kỳ đã cho biết như trên trong một cuộc điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Họ nói rằng các hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu chở hàng treo cờ Nga quay trở lại thành phố Rezhen của Bắc Hàn, nơi mà tàu này và 3 tàu bị Mỹ trừng phạt khác đã ghé thăm hàng chục lần kể từ mùa hè năm ngoái để tiếp nhận các trang thiết bị chiến tranh bị nghi ngờ dành cho chiến trường Ukraine. Washington đã cáo buộc Bình Nhưỡng hỗ trợ Mạc Tư Khoa xâm chiếm Ukraine đã chạm mốc 2 năm vào ngày 24 tháng 2. Theo các cơ quan quốc phòng Nam Hàn, các nhà máy sản xuất vũ khí của chế độ Kim Trinh Ân đã hoạt động hết công suất với hơn 6.700 container chở hàng triệu viên đạn được cho là đã được chuyển đến Nga để đổi lấy các nguồn tài nguyên thiết yếu như thực phẩm. Chủ nhật đánh dấu lần đầu tiên kể từ ngày 12 tháng 2, hình ảnh giám sát vệ tinh gần như hàng ngày đã chụp được một con tàu ở một trong hai cảng.
Các bức ảnh có độ phân giải trung bình do Planet Labs cung cấp cho NK Pro dường như cho thấy các cần cẩu đang dỡ container khỏi một con tàu khớp với mô tả về tàu Ledia đã cập cảng Pier 1 của cảng Reason, nơi các tàu Nga trước đây đã dỡ hàng trước khi xếp hàng tại bến tàu 2. Các mặt hàng được cho là container dành cho xuất khẩu bắt đầu tích tụ tại bến tàu số 2 trong 2 ngày trước khi tàu nghi ngờ của Nga đến. Điều này phù hợp với các chuyến hàng trước đây. Phân tích trước đây đã theo dõi tàu Ledia đến Vostochny của Nga, nơi nó được chất container vào đầu tháng trước, sau đó đến vùng biển phía đông thành phố cảng Vladivostok ở vùng viễn đông của đất nước. Con tàu vẫn ở đó cho đến khi biến mất trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3, ngay trước khi được cho là nó xuất hiện trở lại tại Kherson. Nga hiện đang mở rộng sản xuất vũ khí của mình để duy trì hoạt động trên bộ ở Ukraine, bất chấp việc mở rộng tình trạng thiếu hụt dao động, đặc biệt là các loại đạn pháo như đạn pháo 152 ly, đang thách thức hiệu quả quân sự lâu dài của Nga trong cuộc xung đột. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, còn được gọi là GU, tháng trước ước tính rằng Nga đã nhập khẩu khoảng 1,5 triệu quả đạn pháo từ nước láng giềng ẩn dật. Nhưng những loại đạn này có từ những năm 70 và 80. Một nửa trong số đó không hoạt động, số còn lại cần được khôi phục hoặc kiểm tra trước khi sử dụng. Bình Nhưỡng đã phát đi tín hiệu tăng cường mối quan hệ với Mạc Tư Khoa, trong khi từ bỏ nỗ lực hạ nhiệt trên bán đảo Triều Tiên, nơi quan hệ Bắc Nam đang ở mức bất ổn nhất trong nhiều thập kỷ. Hôm thứ Ba, thông tấn xã Trung ương Bắc Hàn thuộc sở hữu nhà nước của Bắc Hàn đã thông báo về chuyến thăm của phái đoàn Bộ Văn hóa Nga do Thứ trưởng Andriy Malysev dẫn đầu để kỷ niệm 75 năm thỏa thuận hợp tác kinh tế và văn hóa giữa Bắc Hàn và Liên Xô khi đó. Putin sẽ thắng vang dội trong cuộc bầu cử cuối tuần này, nhưng Siloviki muốn Putin cải tổ các vị trí trong chính phủ. Siloviki là cái gì? Bọn cầm quyền Nga không phải là một chính phủ dân chủ như đa số các quốc gia trên thế giới. Họ tổ chức theo hình thức mafia mà những nhà lãnh đạo thực sự được gọi Silovik, số nhiều là Siloviki. Họ có thể là các viên chức quân đội, công an đang tại chức hay đã nghỉ hưu. Họ cũng có thể là các nhà tài phiệt lắm tiền nhiều của. Theo Reuters, Siloviki đang mong đợi Tổng thống Vladimir Putin sẽ cải tổ các vị trí trong chính phủ để thu hút những người trẻ tuổi hơn sau những gì họ coi là một chiến thắng bầu cử, dù vang dội nhưng chỉ là hình thức của ông ta vào cuối tuần này. Kiểm soát tất cả các đòn bẩy nhà nước và không có đối thủ chính trị đáng lo âu nào, Putin nắm quyền với tư cách Tổng thống và Thủ tướng kể từ ngày cuối cùng của năm 1999. Ông ấy được nhiều người kỳ vọng sẽ giành được nhiệm kỳ Tổng thống thứ 5 và 6 năm nắm quyền nữa. Bốn nguồn tin giấu tên vì tính nhạy cảm của chủ đề này cho biết họ mong đợi những người trẻ tuổi hơn sẽ được đưa vào các vị trí cao cấp hơn trong chính phủ, có thể bao gồm cả các thứ trưởng và nhà lãnh đạo các cơ quan ngang bộ, cũng như thế hệ quan chức chính phủ lớn tuổi hơn sẽ bị giáng chức hoặc nghỉ hưu sau cuộc bầu cử. Một trong những nguồn tin cho biết, danh mục đầu tư cấp bộ cũng đang được xem xét và việc cải tổ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5. Các nguồn tin cho biết, những thay đổi sẽ xảy ra tại các tập đoàn nhà nước lớn, các tập đoàn năng lượng khổng lồ và ở hơn 80 thống đốc khu vực của Nga cũng có thể xảy ra. Điện Cấm Linh cho biết họ không bao giờ bình luận trước về kế hoạch thay đổi nhân sự. Tuy nhiên, vào thời điểm Nga đang tiến hành chiến tranh với Ukraine và cần sự tiếp tục, hai trong số các nguồn tin cho biết họ không mong đợi ông Putin sẽ thay đổi Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao. Nguồn tin đầu tiên cho biết bạn không thể đổi ngựa giữa chừng, đồng thời nói thêm rằng sẽ rất ngạc nhiên nếu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, 68 tuổi, và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, người sẽ bước sang tuổi 74 vào cuối tháng này, không giữ chức vụ của mình. Họ cho biết, tại vị từ năm 2020, Mikhail Mishustin, Thủ tướng Cầu An 58 tuổi, cũng được cho là sẽ giữ được chức vụ của mình. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiulina cũng vậy, ba nguồn tin cho biết. Nguồn tin đầu tiên cho biết những thay đổi theo kế hoạch ở cao cấp nhất
trong các bộ lớn và trong các cơ quan an ninh sẽ chỉ diễn ra sau khi kết thúc cái mà ông Putin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của ông ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Tổng thống và Thủ tướng Ba Lan để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga và thảo luận cắt tăng tài trợ cho NATO trước mối đe dọa đang diễn ra từ mặt tư khoa. Cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc giữa Tổng thống Biden với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Donald Tusk diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Biden đang thực hiện chiến dịch nhằm vượt qua những thành viên quốc hội đang trì hoãn 95 tỷ Mỹ kim cho vũ khí Ukraine và viện trợ cho Israel. Lưu ý rằng, ba nhà lãnh đạo sẽ phối hợp trước hội nghị thượng đỉnh NATO hàng năm được tổ chức từ ngày 9 đến 11 tháng 7 tại Washington, Tòa Bạch Ốc cho biết. Các nhà lãnh đạo đã tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của họ đối với việc bảo vệ Ukraine trước cuộc chiến tranh xâm chiếm tàn bạo của Nga. Một quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết, ba nhà lãnh đạo đã kỷ niệm 25 năm Ba Lan gia nhập NATO và sẽ thảo luận về việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ quốc phòng của chúng ta vốn đã trở nên thân thiết hơn trong 2 năm qua kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine. Duda tạo tiền đề cho cuộc đàm phán bằng cách viết một bài báo cho tờ Washington Post kêu gọi mỗi đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 3% GDP vì Putin đã chuyển nền kinh tế Nga sang chế độ chiến tranh và đang phân bổ 30% ngân sách hàng năm để tự trang bị vũ khí. Ông đã viết, việc quay trở lại hiện trạng trước đó là không thể. Tham vọng đế quốc và chủ nghĩa xét lại hung hãn của Nga đang đẩy mặt tư khoa tới một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO, với phương Tây và cuối cùng là với toàn bộ thế giới tự do. Zelensky phản ứng trước khả năng quân đội NATO ở Ukraine. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Zelensky responds to possibility of NATO troops in Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Pháp không cần tham gia nỗ lực chiến tranh của Ukraine chống lại Nga, trong khi Kyiv giữ tiền tuyến. Sau nhiều tuần suy đoán thăm dò về việc liệu liên minh có cần thiết phải triển khai trên bộ để ngăn chặn những bước tiến của Nga hay không, chừng nào Ukraine còn nắm vững tình hình, quân đội Pháp có thể vẫn ở trên lãnh thổ Pháp, nhà lãnh đạo Ukraine nói với đài truyền hình BFM TV của Pháp hôm thứ Ba. Các quốc gia NATO đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Điện Cẩm Linh tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Nhưng liên minh và các quốc gia thành viên riêng lẻ đã nói rằng NATO không tiến hành một cuộc chiến tranh trực tiếp với Nga. Theo Điều 5 của Hiệp ước Liên minh, một cuộc tấn công vào một thành viên NATO được coi là tấn công vào tất cả. Ukraine không phải là thành viên của liên minh. Vào cuối tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng không thể loại trừ việc triển khai quân NATO ở Ukraine để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh khốc liệt của Kyiv. Những người phương Tây ủng hộ Kyiv từ lâu đã từ chối ý tưởng này, cũng như khả năng mở rộng cuộc chiến ra bên ngoài biên giới Ukraine. Nga cho rằng việc NATO gửi quân chiến đấu sẽ làm leo thang chiến tranh và có nguy cơ biến xung đột thành hạt nhân. Ông Macron nói, không có sự đồng thuận ở giai đoạn này về việc đưa bộ binh của phương Tây vào Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu sau đó cho biết những bình luận này ám chỉ quân đội NATO tham gia ra phá bom mìn hoặc huấn luyện binh lính Ukraine trên đất Ukraine. Nhân viên NATO đã giúp huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng thiết bị do phương Tây cung cấp. Ví dụ, nếu chúng ta có thể đồng ý với các đồng minh rằng thay vì huấn luyện binh lính Ukraine trên lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO và vận chuyển hàng ngàn binh sĩ đến Ba Lan hoặc Cộng hòa Tiệp, thì việc vận chuyển một số quân chừng vài chục người hướng dẫn đến lãnh thổ Ukraine và huấn luyện binh sĩ Ukraine ở đó sẽ có ý nghĩa hơn. Tổng thống Tiệp Pierre Pavel cho biết hôm thứ Hai trong bài phát biểu được trang web tin tức Âu Châu Urakti đưa tin. Ông nói thêm, từ quan điểm của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, sẽ không có gì ngăn cản quân đội của các quốc gia thành viên NATO, cũng như dân thường chẳng hạn, hỗ trợ công việc bảo vệ Ukraine. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski cho biết vào đầu tuần này rằng không phải là không thể tưởng tượng được việc đưa quân NATO vào Ukraine.
Các nước lớn khác của NATO đã cố gắng hạ thấp ý tưởng này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sau phát biểu của ông Macron. Sẽ không có bộ binh, không có binh sĩ nào trên đất Ukraine được các nước Âu Châu hoặc quốc gia NATO gửi đến đó. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói thêm, việc đưa bộ binh vào Ukraine không phải là một lựa chọn đối với Đức. Đoạn ghi âm bị rò rỉ về cuộc gọi giữa các quan chức hàng không hàng đầu của Đức được một nhân vật truyền thông nhà nước hàng đầu của Nga công bố hồi đầu tháng này, cho thấy Vương quốc Anh có quân đội trên bộ ở Ukraine để hỗ trợ bắn hỏa tiễn hành trình tầm xa của Anh. Sikorsky của Ba Lan cho biết trong một cuộc họp báo hồi đầu tháng này rằng binh lính NATO đã có mặt ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng ông muốn cảm ơn các đại sứ của những quốc gia đã chấp nhận rủi ro đó. Ông nói, những quốc gia này biết họ là ai nhưng tôi không thể tiết lộ họ. Các cuộc thảo luận xoay quanh thời điểm lực lượng Ukraine đang kiệt sức, đang cần tuyển thêm tân binh, hiện đã bước sang năm thứ ba của cuộc chiến tổng lực chống lại lực lượng đông đảo hơn rất nhiều của Nga. Với viện trợ quân sự mới từ Mỹ, nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine bị chặn lại tại Quốc hội trong nhiều tháng, sự chú ý đang ngày càng chuyển sang những gì các quốc gia NATO ở Âu Châu có thể cung cấp cho Kyiv khi nước này cố gắng chống lại nhiều cuộc tấn công đồng thời của Nga. Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự mới. Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết trong một tuyên bố rằng Đan Mạch sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới, bao gồm hệ thống pháo SISA và đạn dược cho Ukraine trị giá khoảng 2,3 tỷ krona Đan Mạch hay 336,6 triệu Mỹ Kim. Tưởng cũng nên nhắc lại là tháng 12 năm ngoái, Đan Mạch đã dành 1,8 tỷ krona Đan Mạch hay 264 triệu Mỹ Kim để giúp tài trợ cho sáng kiến của Thụy Điển tặng xe chiến đấu bọc thép CV-90 cho Ukraine. Thụy Điển đã tặng 50 chiếc CV-90 cho nước này trong cuộc chiến với Nga. Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết khoản quyên góp của Đan Mạch sẽ giúp tài trợ cho việc sản xuất thêm các phương tiện, phụ tùng, đạn dược và thỏa thuận bảo trì nhiều năm. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức hồi trung tuần tháng 2 cho biết, bây giờ Ukraine đang yêu cầu chúng tôi cung cấp đạn dược và các hệ thống pháo. Từ phía Đan Mạch, chúng tôi quyết định tặng toàn bộ các hệ thống pháo của mình. Pháo binh đã chiếm ưu thế trong gần 2 năm chiến tranh giữa Nga và Ukraine, nhưng Kyiv đã cạn kiệt kho đạn dược và bắn ít đạn hơn Nga mỗi ngày. Ukraine đã bắn khoảng 1/5 số đạn mà các khẩu đội pháo của Mạc Tư Khoa đã bắn tới tấp vào họ. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tế. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.